Hello, chào các bác quay trở lại với số phỏng vấn, cái số hotline của bên em, các bác có thể liên hệ nha. Mã sản phẩm đầu tiên em lên bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ấm đun nước nhá, 430.000, hàng thì nó của thương hiệu Kaisa Villa, hàng của Đức, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy các bác theo. Đây. Đấy, những cái nắp nhức của nó các bác đã thấy độ chất của nó rồi. Đấy. Mở nắp ra đậy vào này. Đấy. Con này thì các bác dùng đa di năng luôn cho em nhá. Đun bếp từ, bếp ga, các loại bếp giáp đều ok hết nhá. Bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại đều ok hết. Ưu điểm của con này khi mà các bác sử dụng là các bác chỉ việc là cho nước vào là đun thôi. Rất khủng bố luôn, rất chắc chắn dày dặn nhá. Đó. Giá thì sẽ là 430.000, lên bạn cho em là ấm đun nước 430.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dầu gội phủ bạc, hàng của Nhật, 280.000 một hộp như này. Các bác có thể phủ được từ 7 đến 10 lần, hàng made in Japan, hàng nội địa của Nhật, dầu gội phủ bạc nhá. Đấy, dầu gội phủ bạc. Thì dòng này thì nó rất là tiện dụng luôn. Đây các bác này. Đấy. Nó có sẵn đâu. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đây. Đấy. Nó sẽ có sẵn cho các bác đầy đủ combo này, bao gồm là một đầu lược này, một lọ thuốc này và các cái bộ dụng cụ đi kèm nữa nhá. Đó, 280.000, hàng made in Japan, hàng nội địa của Nhật, cực kỳ cao cấp luôn. Giá thì khá là hợp lý cho anh em các bác rồi. 280.000 nhá. Các bác nào mà hay bị bạc tóc này, rồi tóc bạc này, nói chung là các bác dùng con này cho em thì nó rất là tiện. 280.000, hàng của Nhật nguyên đai nguyên kiện như này nhá, made in Japan các bác nhá, made in Japan, 280.000, dầu gội phủ bạc. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái thông cống vàng nhá. Đấy, nước thông cống vàng như này 60.000 một lọ. Đường ống cống rãnh nhà các bác bị tắc thì các bác dùng con này cho em. Đó, dùng con này cho em, hàng nội địa của Nhật cũng cực kỳ cao cấp luôn. Đó, made in Japan các bác nhá, made in Japan. Lên cho em là thông cống vàng 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bánh xà phòng của Nhật nhá, bánh xà phòng của Nhật. Dòng này thì tuổi đời của nó là từ năm 1890 của thương hiệu của Nhật nhá. Đó. Thì con này sẽ là lên cho em là bánh xà phòng Nhật 40.000 một bánh, 40.000 một bánh như này, và 101 cho 3 bánh nhá. 342 101 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dây điện của Nhật nhá, dây điện của Nhật này. Đó. Thì 5m là 240, 10m là 350 và 30m là 700 nhá. Đấy. Hàng dây thì nó sẽ là dây của Nhật thế này. Cực kỳ là dây này là dây 2.5 nhá, cực kỳ chất lượng và xịn sò cho các bác luôn. Dây 2.5 của Nhật đây. Japan CU các bác này. Đây. Đấy, Japan CU, dây của Nhật xịn nhá. Japan CU dây của Nhật xịn như này. Giá thì cực kỳ tốt cho bác luôn, Japan CU dây của Nhật xịn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là dây 2.5, dây lõi đồng. Đây, có đầu đầu này có đèn báo nhá, đầu này có đèn báo và đầu đúc liền như này. Giá của nó sẽ là theo theo dây nhá. Đấy. Có dây 5m, dây 10m nhá. Thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Bên em về thì nó sẽ có cho các bác là dòng 5m, 10m và đây, giá còn 5m sẽ là 240.000, 10m là 350.000 và 30m là 700. Thì các bác mua cái 10m này có 350 thì nó được lợi hơn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đuôi đèn nhá. À, cái đuôi đèn cảm ứng thì bên shop có hai mẫu. Một là mẫu đuôi lò xo, hai là mẫu một là mẫu đuôi các bác có thể là về đấu điện trực tiếp. Hai là mẫu hai đuôi hai đầu thì về nhà các bác cắm điện. Đấy. Giá thì khá là hợp lý cho các bác luôn. Đây. Đây, cái mẫu này sẽ là đuôi cảm biến hai đầu nhá. Về nhà các bác xoáy cái bóng cũ ra, xoáy cái đuôi này vào cho em xong xoáy quả bóng mới vào cái đầu này. Đó. Gọi là đuôi hai đầu rất là tiện luôn. Thì về nhà các bác không phải đấu nối. Con này là 60.000. Còn có bên em vẫn có cái con đuôi cảm biến này. Đấy, đuôi cảm ứng này thì con này về nhà các bác phải đấu nối vào nguồn điện thì nó phức tạp hơn một chút, thì con này sẽ là 55.000. 55.000 cho con này. Đấy, cũng là cảm biến chuyển động, có người đi qua thì sáng mà không có người đi thì nó sẽ tắt. Thì có hai mẫu như vậy, một là mẫu đấu trực tiếp, hai là mẫu này nếu nhà bác nào có sẵn cái đuôi đấy rồi mà muốn thay vào thì các bác dùng con này cho em, mình thay vào cho em là ok. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia máy tiết kiệm điện, con này sẽ là 60.000 một chiếc. Đấy, các bác cắm trực tiếp vào điện 220 cho em, tiết kiệm được từ 30 đến 50% lượng điện tiêu thụ của gia đình nhà mình, rất là tiện ích luôn. Máy tiết kiệm điện 60.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia bộ ấm trà đồng nhá, bộ ấm trà đồng như này, 450.000 cho một cái bộ ấm trà đồng như này nhá. À,
lên cho em là ấm trà đồng 450.000. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái đĩa này, một cái đĩa như này. Đấy, tiếp theo cho các bác là bộ chén đây. Đấy, bao gồm cho các bác là một đĩa. Đấy, một đĩa 6 chén và một chuyên nhá. Chất liệu bằng đồng. Đấy. Một đĩa có 6 cái chén luôn. Đó. Cái đóng gói của nó cũng rất là cẩn thận các nhá. 6 chén một chuyên. Chuyên của nó thì nó sẽ là rất là vừa xinh nhá. Đây. Nó sẽ rất là vừa xinh và đẹp như này. Hoa văn rồng phượng này. Đấy các bác theo. Đây. Đấy. Combo cho các bác luôn. Một bộ sản phẩm như này 450.000. 450.000 các nhá. Đấy. 6 chén 10 chuyên. Các bác có thể dùng để mình uống trà, rồi nói chung là đa di năng luôn. Ngoài ra thì các bác có thể dùng để mình trưng bày hoặc là dùng trực tiếp để mình làm các công việc hàng ngày. Đấy, rất là ok các bác nhá. Rất đẹp luôn. Đó, đây các bác này. Đấy. Cái đít này của nó thì nó khá là dày đấy các bác. Đít này khá là dày dẫn và chắc chắn luôn nhá. Đấy. Bên cho em là bộ chuyên chén đồng nhá, bộ chuyên chén đồng. Giá sẽ là 450.000 cho bộ chuyên chén đồng như này. Ngoài ra thì bên shop có cho bác cái sản phẩm nó là cái bột thông cống nhá. Bột thông cống của Nhật, con này thì giá của nó sẽ là 25.000 nhá, 25.000 cho cái bột thông cống như này. Còn cái chai chai thông cống này thì nó đắt hơn một chút, nó sẽ là 60.000 cho cái chai nước thông cống như này. Rồi ok. Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các bác xem kênh đừng cho em xin một nút like nhá. Đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia máy tiết kiệm điện nhá. Đây nó sẽ là một cái dụng cụ các bác cắm trực tiếp vào nguồn điện 220 bình thường cho em. Đó thì con này sẽ giúp cho các bác là tiết kiệm tối đa từ 30-50% lượng điện tiêu thụ nhá. Đây. Đây cho em là máy tiết kiệm điện, giá của nó sẽ là 60 cành cho một con máy tiết kiệm điện như này. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem. Lý học người Nhật đã nghiên cứu thành công thiết bị tiết kiệm điện giúp cho hàng nghìn hộ dân Nhật Bản tiết kiệm được 50% tiền điện mỗi tháng. Nếu như trước đây hóa đơn điện của bạn là 800.000 thì sau khi sử dụng hóa đơn chỉ còn 400.000. Cách sử dụng vô cùng đơn giản. Chỉ cần cắm vào ổ điện không cần rút ra, thiết bị sẽ làm cho công tơ điện của nhà bạn quay chậm lại, từ đó giúp bạn tiết kiệm điện một cách đáng kể. Bạn có thể dùng điều hòa, nóng lạnh TV một cách thoải mái mà không lo tốn tiền điện. Ngoài ra sản phẩm được tích hợp bộ ổn áp, khi sử dụng sẽ giúp bảo vệ đồ điện trong nhà cho bạn. Ổn định điện thế, phòng chống chập cháy, sản phẩm đang được ưu đãi giảm giá lên đến 50%. Đó. Thì con này nó sẽ giúp tiết kiệm điện rất là tốt cho các bác luôn nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con máy nhỏ gọn như này. Các bác cắm trực tiếp vào điện 220 cho em. Đó, cắm trực tiếp điện 220 bình thường nhá. Lên cho em là máy tiết kiệm điện, giá sẽ là 60 cành cho một con máy tiết kiệm điện như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên máy giúp cho em đó là cái thắt lưng cá sấu hộp nhá. Đây, nó sẽ là một con thắt lưng cá sấu hộp như này. Đấy, hàng trong hộp bao gồm là hai đầu như này nhá. Hai đầu rất là đẹp luôn. Hai đầu như này, đầu đúc liền nguyên khối nhá. Hai đầu đúc liền nguyên khối này. Có kèm thêm cho các bác là hai đầu đúc liền và một dây thắt lưng siêu đẹp luôn. Đấy, đây. Chất liệu của nó là da siêu mềm luôn nhá. Chất liệu da siêu mềm, màu thì màu nâu. Đấy, màu thì màu nâu như này. Lên cho em là thắt lưng cá sấu hộp nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 cho một cái thắt lưng cá sấu hộp như này. Đây các bác này. Đó, hàng đẹp chấm hết luôn. Hai mặt đúc liền nguyên khối nhá. Hai mặt đúc liền nguyên khối như này. Đấy, và dòng này của nó sẽ là dòng lẫy trượt nhá. Hàng cực kỳ đẹp chất lượng cho các bác luôn. Giá chỉ có 150.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng cá sấu hộp nhá. Thắt lưng cá sấu hộp 150.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái phao nước nhá. Đây nó sẽ là một cái phao nước như này. Thì nước ngập mà 1 sen là cái phao này nó sẽ tự ngắt, rất đơn giản thôi. Các bác cứ xoáy trực tiếp vào cái đầu cấp nước cho em. Đó, nước ngập 1 sen là phao nó sẽ tự ngắt nhá. Rất hiện đại luôn. Giá thì chỉ có 60.000 cái phao nước như này thôi. Lên cho em là phao nước nhá. Phao nước giá sẽ là 60.000 nhá, 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bình nhiệt quân đội Mỹ nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái bình nhiệt quân đội Mỹ như này. Đó. Màu thì rất là đẹp luôn. Đấy, nó sẽ có rất là nhiều màu nhá. Màu xanh, màu đỏ các kiểu luôn. Inox 304, hàng 1,5 lít nhá, hàng 1,5 lít. Bình nhiệt quân đội Mỹ, hai nắp inox 304 này. Có lưới lọc viết đàng hoàng nhá. Đấy, đây. Các bác này, đấy, tay xoáy này. Xoáy ra này. Đấy. Có lưới lọc nhá. Rất ngon lành cành đào cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Chỉ có cho các bác là đi các bác lên mã giúp cho em đó là bình nhiệt quân đội Mỹ. Giá của nó sẽ là 190.000 nhá, 190.000 cho con bình nhiệt quân đội Mỹ như này. Tiếp theo thì
Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bút điện cao su nhá. Đây, cái tay nắm của nó sẽ là bằng cao su như này. Đây. Đấy các bác này. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Thì con này vừa là tô vít vừa là bút điện được luôn. Và nó rất là sáng như này thì các bác thử thông mạch hoặc thử điện âm dương các kiểu con này đều được luôn. Giá sẽ là 30.000 đồng một chiếc như này nhá. 30.000 đồng một chiếc bút cao su như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái thớt tre này. Đấy, một cái thớt bằng tre như này, rất là đẹp luôn. Đấy, rất đẹp, mịn màng, ngon lành như này nhá. Hàng cực kỳ là tiện ích cho các bác dùng để thái rau dạ rồi các kiểu luôn. Chiều rộng của nó thì vào khoảng là 30 nhá. Và cái chiều ngang của nó thì vào khoảng là 25 nhá. Giá thì sẽ là 70.000 nhá. 70.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái giá vo gạo nhá. Giá của nó sẽ là 75.000 cho một con giá vo gạo như này. 75k. 75k. Thôi được rồi. 75.000 cho con giá vo gạo như này nhá. 75.000. Hàng bằng inox 304. Inox 304 cực kỳ dày dẫn và chắc chắn. Cái này 270 nha. 308 ạ. Inox 304 nhá, giá sẽ là 75k nhá. 75k. Đó, 75k cho một con như này. 75.000 nhá. Hàng inox 304 dày dẫn chắc chắn, khi các bác vo thì mình chỉ cần nghiêng đi như này thôi. Nghiêng đi như này là cái phần nước nó sẽ chảy hết và cái phần gạo nó sẽ đọng lại ở đây, nó sẽ không bị chảy mất gạo nhá, rất sạch sẽ luôn. Ngoài này vo gạo thì mình có thể rửa rau này hoặc đựng thực phẩm, đựng thức ăn cũng ok luôn. 75.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn nhá. Đèn cúc áo này, giá sẽ là 30 cành cho con đèn cúc áo như này, 30.000. Bấm này nó sẽ lên này. Đấy các bác thấy không? Đó, rất sáng luôn. Đèn cúc áo nhá, 30.000 cho con đèn cúc áo như này. Rất sáng này, các bác thấy không? 30.000 nhá. Đó. Lên cho em là đèn cúc áo 30k. Có nam châm rồi các thứ đầy đủ luôn. Đó, đèn cúc áo 30.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đồng hồ led mẫu cũ nhá. Đồng hồ led mẫu cũ 140.000. 140.000 cho con đồng hồ led mẫu cũ như này. Có kèm cho các bác cả dây cắm luôn và một con đồng hồ như này, chiều dài thì vào khoảng là 15-17 cm. Chiều cao thì vào khoảng là đi 5 cm nhá. Đấy, có dây cắm như này. Và khi nó hiển thị thì nó sẽ là đúng như trên hình này luôn, hiển thị số như trên hình này. Giá của tăng cái thành cái ra. Giá sẽ là 140.000 nhá, 140.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con dao vân gỗ nhá. Đấy, một con dao vân gỗ siêu sắc bén như này nhá. Giá sẽ là 120.000 cho con dao vân gỗ như này. Hàng khâu đầu khâu đuôi này, made in Japan này. 120.000 cho một con dao vân gỗ này. Giá siêu rẻ luôn. Hàng siêu sắc, giá siêu rẻ các bác nhá. Đây, đấy các bác theo. Hàng siêu sắc, giá siêu rẻ luôn. 120.000 cho một con dao vân gỗ như này. Hàng siêu sắc nhá. Siêu sắc luôn, giá siêu rẻ. 120.000 nhá. Các bác thấy không? Chất dao khỏi phải bàn rồi. Siêu sắc bén này. Seki là hàng thương hiệu Seki Japan nhá. Đấy, dao vân gỗ cực đẹp luôn, 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia cái này chống đau lưng nó gọi là cái gì? Cái tựa lưng nhá, giá là 50 cành, đây là cái miếng mút để các bác về các bác lót vào đây cho em này. Đấy. Còn khi các bác kê thì các bác chỉ cần đặt vào đây này. Đấy. Đặt vào đây sau đó thì mình lắp vào này cho em này. Đó, đây. Rất là đẹp luôn nhá. Các bác có thể đút cái này vào đây. Đấy, đút cái này vào đây cho nó êm. Đấy, cho nó êm cái phần lưng của mình tựa xuống này. Đó, đây. 50.000 cho cái tựa lưng này thôi nhá. Đấy, và cái này nó rất là nhiều cấp độ. Thì khi các bác dùng thì mình có thể tụt lên hạ xuống độ cong tùy theo. Để mình tựa cái này, nó là cái tựa lưng công năng học thì nó giúp cho các bác là chống đau mỏi lưng, đau mỏi cổ rất là tốt luôn. Đấy, các bác tựa lưng cũng được mà làm tựa vào cổ cũng được nhá. 50.000 cho cái tựa lưng như này, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái sen quạt tăng áp nhá. Đấy, đây nó sẽ là cái sen quạt tăng áp này, giúp tăng áp lực của nước rất là tốt luôn. Đấy, có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt. 90 cành. Đấy, mua sen được tặng kèm dây. Đấy, dây dài khoảng 1m, 2m3. Bây giờ các bác ra cửa hàng mà mua nguyên một cái dây này cũng phải 3-40.000 rồi. Em ở bên em bán cả sen cả dây có 90.000 thôi. Đấy, mẹ còn có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Sen quạt tăng áp, giá chỉ có 90.000 cái bộ sen quạt tăng áp này thôi, 90k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái vòng vàng điều hòa huyết áp nhá. Đấy, chất liệu của nó thì nó sẽ là vòng bằng vàng 24 carat nhá. Đấy, vòng vàng 24 carat như này. Đó, và ở đây thì có các cái hạt nam châm từ trường. Khi các bác đeo vào thì nó giúp cho các bác là điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông. Đó, giá rất hợp lý nhá, giá hợp lý lắm. Chỉ có cho các bác là đi bao nhiêu nhỉ, 40 cành thôi, 40 cành cho một cái vòng vàng điều hòa huyết áp như này. Rất là nên dùng các bác nhá. Các bác nào bị huyết áp cao hoặc thấp thì đeo vào một thời gian nó sẽ ổn định nhá. Vòng vàng điều hòa huyết áp
Giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k thì cái vòng vàng điều hòa huyết áp như này. Giá sẽ là 40.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái thanh cài dao nhá. Đây nó sẽ là một cái thanh cài dao như này. Các bác dắt dao vào đây cho em, ngoài ra thì các bác có thể đeo xoong đeo nồi vào đây rất là tiện luôn. Có kèm cho các bác cả ốc vít luôn, thì các bác có thể là bắt lên tường này, bắt vào cánh cửa này, hoặc là các bác bắt lên tường. Đấy, sau đó thì mình treo xoong nồi rồi dắt dao vào đây rất là tiện luôn. Thanh cài dao giá sẽ là 90.000 thôi. Giá chỉ có 90k cho một con thanh cài dao như này thôi nhá. 90.000 cho một cái thanh cài dao như này. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like nhá. Nhớ cho em xin một nút like, một đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái mũ cối xanh nhá, mũ cối xanh hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Tuổi đời của nó từ năm 1966 này, công ty này của nó tương đối là lâu đời rồi, 1966 đây. Mũ cối xanh cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 130k thôi. Bút của anh đâu rồi? 130.000 cho một con mũ cối xanh như này nhá. Lên theo là mũ cối xanh, giá sẽ là 130.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái hộp trà sâm đây. Đấy, một cái hộp trà sâm của Hàn Quốc như này. Đấy. Đấy, made in Korea, hàng của Hàn Quốc nhá. Một hộp này của nó sẽ là 100 gói luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng xách tay từ Hàn Quốc về nguyên đai nguyên kiện như này, made in Korea, 220.000 một hộp nhá. 220.000 một hộp. Đấy. 220.000 một hộp. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá, 220.000 một hộp. Đây, trà sâm của Hàn Quốc này. Đó. Hàng này thì sẽ là một cái hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Một hộp này của nó sẽ là 100 gói như này, hộp 100 gói này. Đấy, đây là cái trà của nó thì các bác có thể pha nước hoặc là sử dụng ăn trực tiếp luôn. Đấy, tốt nhất thì cách sử dụng là mình nên ăn trực tiếp là xong nhá. Đấy, các bác dốc thẳng vào mồm mình ăn trực tiếp luôn, hoặc pha nước uống cũng rất là ok, nó gọi là trà sâm nhá, của Hàn Quốc. 220.000 một hộp 100 gói, hàng made in Korea. Đây, made in Korea. Mã tem mã vạch đàng hoàng, chống hàng giả hàng nhái, ok nhá. 220.000. Lên cho em là trà sâm Hàn Quốc nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái cặp học sinh nhá. Đấy, chuẩn bị vào đầu năm học rồi thì các bác mua sắm những cái đồ học sinh cho các em nhà mình. Đây là một cái cặp chống gù lưng của Nhật nhá, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Hàng là thiết kế theo kiểu đứng chống gù lưng rất là tốt luôn. Đó. Thiết kế theo kiểu đứng như này thì nó sẽ là chống gù lưng rất là tốt luôn. Đó, và bỏ thì rất là rộng như này thì khi mà các bác sử dụng thì nó sẽ không bị gọi là không bị quăn mép sách nhá, quăn mép sách rất là tiện ích luôn. Giá thì sẽ là 120.000 thôi. 120.000, các bác có thể mua cho biếu tặng làm quà cho con em nhà mình. Đây. Đấy, rất đẹp luôn các bác này. Đấy, chống gù lưng nhá. Lên cho em là cặp chống gù lưng, giá sẽ là 120.000. 120.000 cho con cặp chống gù lưng này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái túi nam nhá. Các bác lên cho em là túi nam, 110.000 cho một con túi nam như này. 110k. Hàng này thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Lên cho em là túi nam 110.000 nhá. Đấy, rất là đẹp này. Các bác có thể mang đi du lịch, đi chơi, đi học, đi phượt, đi làm đều ok hết. Đây, nó cũng khá là nhiều ngăn luôn, thì con này cũng rất là tiện. Đây, 110.000 cho con túi nam như này. Đây nó sẽ có một ngăn to này, một ngăn nhỏ, hai ngăn nhỏ này. Đấy, và một ngăn đằng sau nữa. 110.000, chiều cao khoảng 25, chiều rộng khoảng 20, và của nó sẽ là cái dòng chiều ngang của nó vào khoảng là banh nha, khoảng 10 cm nhá. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia 100.000 cho cái mỏ hàn thiếc như này, mỏ hàn thiếc. Đấy, con này có điều chỉnh nhiệt độ này. Có điều chỉnh nhiệt độ cho các bác nhá. Để nhiệt độ từ 200 lên tới 450 độ C, có điều chỉnh nhiệt độ này. Đấy, dây cắm thiếc của nó này có điều chỉnh nhiệt độ này. Và tặng kèm các bác sẽ bao gồm cho các bác là đi một cái bộ 5 mũi thay này, bộ 5 mũi thay, một hộp thiếc và một cái hộp một bộ 5 mũi thay, một hộp thiếc và một hộp nhựa thông. Đấy. 1 2 3 4 món như này, tổng là 4 món nhá. Đấy, một mỏ hàn, 5 mũi thay, một thiếc, một nhựa thông, giá chỉ có 100k thôi. 100k nhá. Lên cho em là mỏ hàn thiếc 100.000 nhá. Mỏ hàn thiếc 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là khăn lau bếp nhá. Đấy, 30.000 cho một bịch như này. Lên cho em là khăn lau bếp 30.000 một bịch như này. Đấy, lên cho em là khăn lau bếp nhá, 30.000 một bịch 10 chiếc. Đấy. Chiều rộng của nó thì sẽ là 20-20 nhá, 20-20. Đấy, bằng bông tự nhiên. Con này các bác có thể dùng để mình lau bếp, lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa đều được hết. Đấy, lên cho em là khăn lau bếp, giá sẽ là 30.000 một bịch này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái điều khiển quạt nhá, điều khiển quạt. Cái này thì về nhà các bác đấu trực tiếp vào cái tháo quạt ra và đấu trực tiếp vào các cái chân cắm quạt cho em. Đấy, thì ở đây nó sẽ có, các bác cứ lên TikTok các bác gõ là cách đấu điều khiển quạt nó sẽ ra. Thì các bác đấu các loại quạt cho em, quạt trần này,
Đấy, nói chung là các loại quạt thì có tất cả các cái công, các bác cứ lên TikTok các bác gõ là xong. Đấy là nó sẽ ra cái cách đấu cho các bác luôn, rất là tiện ích thôi. Giá thì cực kỳ hợp lý, chỉ có 50 cành thôi. Quạt cây này, các loại quạt nói chung là được hết nhá. Đấy, lên cho em là điều khiển quạt nhá. Giá sẽ là 50.000 cho một con điều khiển quạt như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm, nó là cái bộ ba hũ gia vị như này nhá. Bộ ba hũ gia vị như này. Con này thì giá của nó sẽ là 60.000. 60.000 cho một cái bộ ba hũ gia vị như này các bác nhá. 60.000. 60.000 mà được tới 3 chiếc luôn. Hàng nhựa cực kỳ chất lượng nha bác luôn, nhựa nguyên sinh như này. Khi mà các bác sử dụng thì mình chỉ cần lấy tay ật như này thôi. Đấy, có xìa múc xìa rất là dày dặn luôn. 60k. Cái này thì chiều cao của nó vào khoảng 10 cm, chiều rộng vào khoảng 7 cm. Đó, rất là ngon lành như này. Lên cho em là hũ gia vị nhá. Đấy, cả một vỉ đẹp như này bao gồm là 3 hũ nhá, giá 60.000 thôi. 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo vàng nhá. Kéo vàng. Giá bán lẻ sẽ là 30.000 một chiếc nhá. 30.000 chiếc kéo vàng như này. Và bán thanh lý cho bác 100.000 bốn chiếc luôn. 100.000 cho bốn chiếc kéo vàng hàng nội địa của Nhật, thép SK5 Japan này. 100.000 cho bốn chiếc nhá. 100.000 cho bốn chiếc kéo vàng như này. Hàng thì giá cực kỳ hấp dẫn và hợp lý cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là con dao vàng nhá. Đây, con dao vàng như này. Con này thì hàng siêu sắc bén cho bác luôn. Hàng này thì rất là bén nhá. Đây các bác này. Đấy. Hàng rất là bén luôn các bác thấy không? Đây. Rạch đi bóng con đứt này. Đấy. Lên cho em là dao vàng nhá. Hàng rất chất lượng cho bác luôn. Con này thì cũng giá thanh lý cho các bác, giá chỉ có con dao vàng này bao nhiêu nhỉ? Dao vàng này. Con dao vàng này. 20.000 cho một con dao vàng như này nhá. Lên cho em là dao vàng 20.000 này. Tiếp theo thì bên shop tiếp tục về cho các bác mẫu kẹo sâm nhá. Đấy, kẹo sâm của Hàn Quốc đây. Đấy, made in Korea, hàng của Hàn Quốc đây. Đây các cái tập đoàn của Samsung các thứ này. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Hàng nguyên đai nguyên kiện như này, một gói của nó thì nó sẽ là vào khoảng 500g nhá. Hàng của Hàn Quốc, made in Korea luôn. Con này thì của nó sẽ là một cái dòng cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Đấy, nguyên sâm như này nhá. Đấy, giúp cho các bác là lái tàu, lái xe này, hoặc là người cơ thể mệt mỏi này, ốm đau mới dậy này, thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, 90.000 cho một gói kẹo sâm như này. Hoặc các bác có thể dùng trà sâm này. Trà sâm thì sẽ là 220.000 một gói. Còn là kẹo sâm thì sẽ là 90.000 một gói như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái vỉ bàn chải nhá. Vỉ bàn chải của Nhật. Con này thì chống viêm, níu viêm lợi, đau lợi, chảy máu trên răng. Giá của nó sẽ là 25.000 một vỉ, bao gồm 2, 4, 6 chiếc luôn. 2, 4, 6 chiếc. 25.000 cho 6 chiếc bàn chải như này. Giá siêu rẻ luôn. Tiếp theo thì nó sẽ là một hộp bút như này. À, một con cân treo như này nhá. Cân treo 70.000 một chiếc này. Đấy, 70.000 trong chiếc cân treo điện tử như này. Đấy, con này thì nó sẽ kèm một viên pin nhá. Còn hết pin thì các bác ra hiệu sách mua cho em. Đấy, ra hiệu sách mua cho em rất là rẻ thôi. Đấy, và các bác chỉ cần lắp vào này cho em. Lắp vào này cho em, sau đó thì mình bật lên này. Đấy, bật lên cho em là xong. Đó. Nếu mà các bác lắp mà nó chưa đúng chiều thì các bác đảo chiều lại cho em nhá. Đảo chiều lại cho em cho nó đúng chiều pin là ok. Đó. Các bác có thể đảo chiều pin lại cho nó đúng chiều nhá. Đó. Giá thì cực kỳ hợp lý, chỉ có 70.000 cho một con cân treo như này thôi. 70k cho một con cân treo như này nhá. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Đây. Đấy, nếu lắp chung đúng chiều pin thì các bác đảo lại cho em là ok. Đây. Đấy, đây các bác này. Đấy, số là số hiển thị điện tử như này. Đấy, mắc của nó thì được 50 cân nhưng các bác cứ cân cho em là 2 30 cân là ok. Đây. Đấy, nó có quai đeo như này các bác này, số điện tử luôn nhá. Đây. Đấy, nó sẽ báo cân các bác này. Đó, thấy không? Các bác thấy không? Rồi. Đấy, giá chỉ có 70k thôi. Lên mã giúp cho em đó là cân treo nhá, cân treo. Giá sẽ là 70.000 cho một con cân treo như này. 70k cho một con cân treo như này nhá. Con này thì khá là tiện ích cho các bác sử dụng rồi. Đấy, và các bác là dùng để mình đi câu đi kẹo này, đi câu đi kẹo, hoặc là các bác nói chung là dùng vào công việc gì cũng được, nó rất là tiện. Đây. Đấy, đây là cái lẫy pin của nó này. Đây là cái lẫy pin của nó đây. Đấy, rất là tiện luôn các bác nhá. Đó. Đi câu đi kẹo hoặc là các bác dùng vào công việc gì cũng được, nó khá là phù hợp để cho các bác sử dụng thôi. Lên cho em là cân treo nhá. Giá của nó sẽ là 70.000. 70.000 cho con cân treo như này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ các bác lên cho em là đầu chuyển cưa nhá, đầu chuyển cưa. Đây, nó sẽ bao gồm là một con đầu chuyển như này và ba lưỡi này. Các bác có thể dùng để cưa sắt, cưa thép rồi cưa gỗ đều được hết, 70.000 thôi. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Cái đầu chuyển cưa như này giá chỉ có 70. Đây các bác này, các bác có thể dùng để cắt sắt này hoặc là cưa gỗ này, đều ok hết nhá. Các bác cứ lắp ráp vào cho em là xong. Đấy, lắp ráp vào. Máy khoan cầm tay nhá. Đấy, cắt sắt cưa gỗ, nói chung là sắt thì sẽ không ngọt bằng cưa gỗ đâu, chủ yếu thì các bác dùng để cưa gỗ thì sẽ là ok hơn. Đấy, lắp vào cho em rất đơn giản thôi. Lên cho em là đầu chuyển cưa nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70.000 thôi. 70.000. 70.000 cho một cái bộ đầu chuyển cưa như này là rất là hợp lý rồi các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái sen cao su nhá. Đây nó sẽ là một sen như này.
tặng kèm cho các bác là một dây và một cái đầu cao su như này, đầu cao su như này các bác này. Đấy, đầu cao su như này thì các bác dùng thì tắm thì mình sử dụng cái đầu cao su này mình kỳ cọ luôn. Đấy, có đóng ngắt trên tay này và có điều chỉnh nấc các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là sen cao su nhá. Đấy, đóng ngắt trên tay các kiểu con này đều luôn, có điều chỉnh tăng áp như này. Giá thì sẽ là 80.000 cho cái bộ sen cao su như này nhá. Đấy, lên cho em. Lên cho em là sen cao su, giá chỉ có 80 cành thôi. 80 cành như cái bộ sen cao su như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ lưỡi kem nhá. Lên cho em là bộ lưỡi kem này. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là trên dưới 30 lưỡi nhá. Đấy, nó vào khoảng là 30 lưỡi và một bàn cạo. 30 lưỡi, một bàn cạo và một lọ thuốc như này. 31 lọ kem, một lọ kem để chống rát nhá. Một lọ kem chống rát, một bàn cạo và 30 lưỡi kép như này nhá. 30 cái lưỡi kép như này. Giá chỉ có cho các bác là 55.000 thôi. 55.000, 30 lưỡi, một bàn cạo, một lọ kem. 55.000 mua một lần dùng cả năm luôn. Các bác cứ mua cho em một lần mình dùng cả năm luôn, ok. Bộ lưỡi kem. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đèn phễu nhá. 90.000 cho một con đèn phễu như này. Siêu sáng luôn. Đấy, 90k thôi. 90k trong con đèn phễu như này, có kèm quai đeo cáp sạc đầy đủ cho các bác luôn. Rất sáng các bạn. Đấy, rất sáng luôn. Đây. Đấy, con này thì nó về theo lô, có lô thì ánh sáng vàng, có lô thì ánh sáng trắng nhá. Đây. Ánh sáng vàng thì các bác dùng nó cũng rất là thật luôn. Đây. Đấy. Giá thì sẽ là 90.000. Lên cho em là đèn phễu nhá, đèn phễu. Giá là 90k. Đấy. Có cả cổng sạc. Đây, cổng sạc vào đây, cổng sạc vào và có báo pin luôn nhá. Có báo pin. Lên cho em là đèn phễu. Giá sẽ là 90.000 cho con đèn phễu như này. 90k cho một em đèn phễu như này nhá. Giá sẽ là 90k. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái cân 5 nhá, cân 5. Con này thì nó sẽ là cân được 5 cân. Cân được 5 cân các bác dùng trong nhà bếp cho em. Nhà bếp để mình cân thực phẩm, đồ ăn, thức uống, nói chung là cũng cân được đa chức năng nhá. Giá thì sẽ là 90.000. Đấy. Ở đây thì có sẵn pin luôn. Về nhà các bác lắp pin vào cho em. Đấy. Lô này về thì lại có pin nhá, có sẵn pin như này. Các bác lắp pin vào cho em. Đấy, 90.000 một con cân như này thôi. Có số điện tử như này, có báo pin này. Đấy, điện tử báo pin biết đầy đủ cho các bác luôn. Đấy. Về nhà các bác chỉ cần lắp vào cho em là xong. Đây, tháo pin ra lắp vào. Bên em bán thì có lô có pin, có lô không có pin nhá. Hàng về tùy theo lô thì các bác cũng hết sức thông cảm thôi. Lên cho em là cân 5 nhá, để các bác để trong nhà bếp mình cân kẹo này, rất là ok luôn. Số điện tử như này nhá. Đây. Đấy, em đặt con dao này lên này. Đấy, đặt con dao này lên. Đây. Đấy. Đây các bác nhá. Đó, đây các bác này. Đấy. Thì khi mà các bác lắp pin vào mà nó không chạy thì các bác điều chỉnh cho em chế độ này về chế độ là gam nhá. Về chế độ là gam là xong. Đó. Bật này, tắt đi bật lại này. Đấy. Tắt đi bật lại cho em. Đó. Đây. Các bác cứ tắt đi bật lại cho em. Đó, sau đó thì mình để thăng bằng cho em, sau đó thì chuyển cho em về chế độ gam. Đây các bác này. Đấy, đây. Nó rất là nhiều chế độ nhá, nó rất là nhiều chế độ luôn. Thì các bác để cho em chế độ gam này. Đấy, nó có âm dương rồi rất là nhiều chế độ. Thì các bác cứ để chế độ cho em là xong. Đây, đấy, đây. Con này là 2g này các bác nhá. Đó, này số này. Đấy, rất tiện ích luôn. Giá thì lên cho em là cân 5 nhá. Giá sẽ là 50.000. Cân 5 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bình trà nhá. Đấy, đây là cái bình trà inox. Dòng này của nó sẽ là 4 lạng nhá. Bình trà inox 4 lạng. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000. 130.000 thôi. 130.000 cho con bình trà inox 4 lạng như này, rất tiện ích luôn. Hàng to đẹp, các bác có thể dùng để đựng đựng trà, đựng cà phê, đựng ngũ cốc, đựng các loại hạt đều ok hết chứ. Đấy, rất tiện ích luôn. Đựng được bình trà 4 lạng, hàng nội địa của Nhật này. Đó, inox 304 nhá. Bình trà inox giá sẽ là 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái hút bụi chạy bằng pin nhá. Hút bụi chạy bằng pin như này. Đấy. Con này thì chạy cực kỳ là khỏe luôn các bác này. Đấy. Hút rất là khỏe luôn. Hút rất khỏe luôn các bác thấy không? Đó. Hút rất là khỏe luôn. Cả hút cả thổi luôn nhá. Cả hút cả thổi luôn. Đầu này thì hút này, đầu này thổi này. Đó. Hàng made in Japan nhá. Made in Japan. 170.000. Lên cho em là hút bụi chạy bằng pin. Giá sẽ là 170k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ổ sạc nhanh nhá. 150.000. 150.000 cho con ổ sạc nhanh như này bác này. Bao gồm là 1 2 3 chân cắm này, 2 chân USB và một cái đầu để các bác dùng để sạc nhanh như này. Giá sẽ là 150.000 nhá, 150k. Lên mã giúp cho em đó là ổ sạc nhanh, 150.000 cái ổ sạc nhanh như này, 150k nhá. Đấy, 150.000 cho con ổ sạc nhanh rất là tiện luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác một cái mã sản phẩm đó là con máy đuổi chuột nhá. 35.000. Nước đã. Ừ, 35.000 cho con máy đuổi chuột như này nhá. Rồi ok các bác.
Hello các bác nhé, hôm nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về rất nhiều các mã hàng mới luôn. Thì em lại lên video trân trọng gửi các bác cái máy, cái Masako đồ. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Sản phẩm đầu tiên đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái mã, đó là cái con bàn cờ các bác nhé. Các bác lên cho em là bàn cờ gỗ, con này thì nó sẽ là bằng gỗ, giá sẽ là 70.000 nhá. Lên cho em là bàn cờ gỗ, giá sẽ là 70.000. Đây. Đây nó sẽ là các cái quân cờ như này này, các quân cờ như này, và chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng gỗ các bác nhá. Đấy, chất liệu của nó thì bằng gỗ cho nên là các bác dùng thì cực kỳ là ngon luôn. Chất liệu bằng gỗ như này và có sơn màu nhá. Đường kính của nó thì vào khoảng là 3 cm. Chất liệu bằng gỗ và có sơn màu. Đấy, nó sẽ có cho các bác là hai loại quân này, một quân màu đen và một quân màu đỏ nhá. Một quân màu đen và quân màu đỏ như này. Thì các bác lên theo là quân cờ gỗ nhá. Quân cờ gỗ cái này thì chỉ có quân cờ không thôi. Giá của nó sẽ là 70k cho một bộ quân cờ gỗ như này. 70.000 nhá. 70.000 cho một cái bộ quân cờ gỗ như này, thì bộ này rất là đẹp luôn, rất đẹp các bạn. Đấy, bằng gỗ, dùng nó rất là thích này. Đấy các bác, đóng xuống bàn này kêu tanh tách luôn, dùng nó rất là đã nhá. Lên cho em là quân cờ gỗ, giá của nó sẽ là 70k cho một cái bộ như này. 70.000 cho một cái bộ quân cờ gỗ như này nhá. Đấy, lên cho em là quân cờ gỗ, giá sẽ là 70k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn cờ nhá. Đấy, bàn cờ thì cái này nó sẽ là hàng đầy đủ cả bàn cờ cả quân luôn. Và cái này thì quân của nó sẽ là cái dòng quân bằng ấy thôi, quân bằng bằng nhựa thôi. Quân của nó thì bằng nhựa và nó sẽ nhỏ hơn. Đường kính của nó thì nó chỉ vào khoảng là 2 cm thôi. Nó vào khoảng 2 cm thôi nhá. Giá thì sẽ là 80.000. 80.000 cho một bộ như này là bao gồm là cả bàn cờ và cả quân luôn. Đường kính thì nó vào khoảng 1 cm rưỡi đến 2 cm mà nó bằng nhựa. Đây. Đấy, nó sẽ bằng nhựa và các bác có thể bày biện như này. Cái này thì em cũng không biết chơi cho nên là em không biết bày đâu, em chỉ tượng trưng ở đây thôi. Đấy, tượng trưng ở đây thôi các bác nhá. Đó. Thì nó sẽ có cho các bác là cả quân bằng, cả bàn cờ bằng nhựa như này và cả một cái bàn cờ bằng giấy như này, thì tùy theo về các bác có thể sử dụng. Đấy, là combo cho các bác luôn, cả bàn cờ và cả quân như này nhá. Thì các bác lên cho em là bàn cờ nhá, bàn cờ nhựa. Bàn cờ nhựa giá sẽ là bàn cờ nhựa này thì giá sẽ là 80k nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là bàn cờ nhựa này. Bàn cờ nhựa giá của nó sẽ là 80k cho một cái bộ bàn cờ nhựa như này. Đây. Đấy, bao gồm cho các bác là combo luôn, combo cho các bác nhá, là cả bàn cờ cả quân luôn. Thì các bác nhận được hàng thì quân nó sẽ nằm trong như này. Đấy, combo như này thì về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi, có thể mang đi học, đi làm, đi chơi, đi du lịch, đi phượt, đi đâu cũng được, các bác mang theo. Đấy, lúc nào anh em rảnh rỗi thích thì mình lại chơi. Đấy, các bác lên cho em là đó là bàn cờ nhựa nhá. Bàn cờ nhựa giá của nó sẽ là 80.000 cho một cái bộ bàn cờ nhựa như này, 80k. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái giá sản phẩm, đó là cái đồng hồ thể thao nhá. Đồng hồ thể thao này. Đấy, đồng hồ thể thao. Các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ thể thao nhá. Giá thì chỉ có 80 cành cho một con đồng hồ thể thao như này thôi. 80k, hàng siêu to siêu đẹp cho các bác luôn. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng, của thương hiệu Sportwatch các bác này, Sportwatch đồng hồ thể thao nhá. Ở đây thì có cả đèn luôn này, có đèn luôn. Đó các bác thấy không? Đây, có đèn rất là đẹp như này nhá. Và có cả chế độ là các bác điều chỉnh giờ rồi lịch liếc các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Một con đồng hồ rất là đẹp như này. Đấy, có đèn này các bác này. Đấy, có đèn rất là đẹp luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 80 cành trong con đồng hồ thể thao này thôi. Đấy, rất thàm hố luôn. Con này mà các bác đeo vào thì cực chất luôn nhá, cực chất luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ thể thao. Đồng hồ thể thao. Giá thì chỉ có 80 cành cho một con đồng hồ thể thao như này thôi. 80.000 nhá. 80.000 cho một em đồng hồ thể thao như này. Giá siêu rẻ cho các bác luôn. Giá siêu rẻ luôn. 80.000 cho một con đồng hồ thể thao như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác là dòng sản phẩm đó là cái kìm nước nhá. Đấy, các bác lên cho em là cà lê nước nhá. Cà lê nước, con này độ mở của nó sẽ là 68mm. Đấy, mở hết cỡ như này sẽ là ra được 68mm nhá. 68mm thì các bác dùng cái loại ống 6870 là ok nhá. Ống 6870 là ok. Thì đa số là các cái thợ sửa nước các thứ thì cái con ống 6870 này dùng là ok lắm rồi. Dùng ok lắm rồi. Chiều dài của nó thì nó vào khoảng là 15 cm. Đấy, 15-20 cm. Thì các bác dùng để sử dụng cho các cái hệ thống ống nước các thứ nhà mình, xoáy ống nước các thứ nó rất là tiện luôn. Lên mã giúp cho em là cà lê nước nhá. Cà lê nước giá của nó sẽ là 55.000. 55k cho một cái bộ cà lê nước như này. Đấy, lên cho em là cà lê nước, giá của nó sẽ là 55k nhá. 55k cho một con cà lê nước như này. Độ mở của nó sẽ là 68mm, tức là từ ống 68 trở về là ok. Mà cơ bản thì nước cũng chỉ sử dụng ống 68 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái máy hút bụi đại nhá. Đấy, các bác lên cho em là hút bụi đại này. Đấy, hút bụi đại giá của nó sẽ là 450k. Đấy, hàng to luôn. Hàng này hàng to, hàng khủng luôn. Công suất của nó sẽ là 1000W nhá. Và con này thì nó là dòng sử dụng điện nhá.
Máy của nó thì dài khoảng gần 40 cm, hàng siêu nặng luôn. Khi các bác tháo ra thì bấm cái lẫy này cho em là cái nó sẽ tuột ra này. Đấy, ấn cái lẫy này cho em là nó sẽ tuột ra. Còn khi các bác lắp thì chỉ cần là ấn vào như này là nó sẽ vào thôi. Các bác ấn vào như này là nó sẽ vào này. Đấy, nó sẽ có cái lẫy ở đây, các bác đặt vào đây cho em, nhấp là nó sẽ vào. Đấy, nhấp là nó sẽ vào thôi. Các bác nhấp đặt vào này sau đó thì các bác đây. Nó sẽ có cái lẫy ở dưới này các bạn này. Các bác đặt đúng cái lẫy này cho em này. Đấy, đặt đúng vào giữa cái lẫy đỏ này. Sau đó các bác nhấp là nó sẽ vào này. Đấy. Nhấp là cái lẫy này sẽ vào. Đó, và bật lên này. Con này thì dây của nó thì nó sẽ dài khoảng là 2 đến 3 mét nhá. Dây dài khoảng 2 đến 3 mét. Cái này thì em cũng không đo. Nhưng mà dây nó sẽ dài khoảng 2 đến 3 mét. Cắm trực tiếp điện 220 V cho em. Đây, cắm trực tiếp điện 220 V bật lên này. Con này thì hút siêu khỏe luôn đây các bác này. Em sẽ hút thử cái dây bóng cho bác xem này. Đấy, bác thấy không? Hút siêu khỏe luôn. À, nó hút khỏe chưa? Đây. Đấy, các bác nghe nó hút này, nó hút này. Đấy. Đấy. Các bác thấy không? Hút siêu khỏe luôn nhá. Các bác có thể dùng này, mình lắp vào trực tiếp như này, mình hút bụi này. Hả? Nhiều hợp đồng thì các bác này, đấy, hút này. Hút rất khỏe luôn các bác nhá. Hút rất khỏe luôn. Đây các bác này. Đấy. Hút rất khỏe luôn nhá. Đây là một cái đầu này, đấy. Tiếp theo đây một cái đầu nối dài nữa này. Đây một cái đầu nối dài nữa này. Đấy. Một cái đầu nối dài nữa này và rất nhiều đầu khác nữa nhá. Đây. Và đây là cái đầu hút này, đây cái đầu hút này. Các bác có thể lắp trực tiếp vào đây này hoặc là lắp qua những cái đầu này được này. Đấy, lắp qua những cái đầu này. Đấy, nói chung là nó rất là nhiều đầu kết nối và các bác có thể lắp qua những cái đầu dài này nữa này. Lắp qua những cái đầu dài này nữa. Đó, thì nó rất là nhiều đầu để các bác kết nối thì về nhà các bác vừa đầu nào thì các bác cứ kết nối vào cho em. Về nhà các bác ngâm cứu sau đó thì mình kết nối các cái đầu nguồn này vào cho em. Đây, đấy, đây nó sẽ là cái đầu này các bác này. Đấy, ở cái đầu này. Nói chung là nó nhiều đầu kết nối lắm. Thì về nhà các bác cứ kết nối vào cho em. Đấy, nó nhiều đầu lắm. Và nhiều cái phần để các bác có thể kết nối vào được. Đấy, thì cái này nó cũng là hàng mới. Đây, đấy, kết nối vào đây cho em này. Sau đó thì các bác đã kết nối cái này vào đây này. Đấy, kết nối cái này vào đây. Đây, đấy, kết nối cái này vào đây này. Đấy, có thấy không? Kết nối vào đây cho em. Đó, để mình sử dụng cái con dài này. Đấy, sử dụng con dài này ở đây nhá. Con dài này ở đây để các bác sử dụng mình hút thảm này. Rồi các cái vị trí khác đều ok hết nhá. Đấy, đây các bác này. Đấy, hút rất là ok luôn này. Đấy, các bác thấy chưa? Đó, cả cái biển của em nó nhấc lên luôn. Nói chung là con này nhiều đầu, nhiều phụ kiện lắm. Con này hàng to, công suất của nó là 1000W. Rất nhiều đầu, nhiều phụ kiện đi kèm. Đây, đấy, các cái phụ kiện đi kèm của nó này. Đấy, và các cái đầu phụ kiện đây. Rất nhiều các bác, đây, cả những cái đầu này nữa này. Đây, những cái đầu phụ kiện này nữa này. Về nhà thì các bác có thể mình tự ngâm cứu rồi mình mày mò mình tự ngâm cứu cho em. Đó, khá là nhiều phụ kiện luôn. Khá nhiều phụ kiện các bác nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 450.000. Lên cho em là hút bụi đại nhá. Hút bụi đại giá sẽ là 450.000 con hút bụi đại như này. Công suất của nó sẽ là điện 220V, 1000W. Cực khỏe luôn các bác này. Đấy, các bác nghe tiếng nó kêu chưa? Đấy, hút dính tay vào luôn các bác này. Đấy. Rất là khỏe luôn. Khi tháo ra thì mình nhấp cho em cái lẫy này là nó bật ra này. Đấy, và sập vào thì các bác lại ấn là nó sẽ sập vào thôi. Rất là tiện ích luôn. Giá sẽ là 450.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một sản phẩm đó là cái massage vai gáy nhá. Đấy, cái con này nó sẽ là máy massage vai gáy này. Đấy. Máy massage vai gáy đây, rất tiện ích luôn. 320.000 cho con massage vai gáy như này. Đây. Đấy, con này thì hàng này nó sẽ là hàng sử dụng pin nhá, sử dụng pin sạc. Đấy, thì nó kèm cho các bác một cái đầu cáp sạc như này. Về nhà các bác cắm vào cái cáp sạc của mình. Đây. Đây nó sẽ là một cái đầu kết nối cáp như này nhá. Về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình thôi. Và con này thì nó sử dụng bằng pin nhá, sử dụng bằng pin. Đấy, thì nó sẽ về nhà là các bác chỉ cần bật lên là mình sử dụng thôi. Đây. Đấy, nút nguồn này các bác bật nguồn lên cho em này. Bật nguồn lên này, đây. Các bác bật nguồn lên là nó sẽ co bóp như này, đúng như cái bàn tay luôn. Đó, các bác thấy chưa? Co bóp như này. Giá chỉ có 320.000 thôi. Massage vai gáy nhá. Các bác lên tên là massage vai gáy 320.000. Đấy, và nó sẽ có pin và có các chế độ như này. Các chế độ như này các bác nhá. Đó, tắt nguồn đi này. Đấy, tắt nguồn đi. Bật lên. Đấy, nó sử dụng bằng pin. Nó như một cái cánh tay nó co bóp luôn. Đây em sẽ đeo vào cho các bác xem. Đó, rất là tiện ích luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Và rất tiện ích cho các bác sử dụng con này. Các bác đeo vào cổ cho em. Đấy, đấy, các bác chỉ cần nhấp nguồn. Khi mà tắt đi thì các bác chỉ cần nhấn nhẹ thôi. Còn khi bật lên thì các bác giữ lì cho em. Bật lên thì giữ lì nhá. Còn khi tắt đi thì các bác chỉ cần nhấp một phát này là nó sẽ tắt luôn. Đây em sẽ đeo vào cho các bác xem nhá. Thì em lại lên hình tí cho nó vui. Đây các bác này. Đó. Đây nhá. Các bác đeo vào cổ này cho em này. Đấy. Cái này thì em cũng
chưa dùng bao giờ cho nên là cũng không rõ lắm là cái cách thức sử dụng như nào. Đấy, nhưng các bác cứ đeo như này cho em. Sau đó thì nó sẽ có cái nút nguồn. Các bác xem cái nút nguồn ở đâu thì các bác bật lên. Đây, nút nguồn đây. Các bác giữ lì cái nút nguồn này cho em. Đó, bật lên này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy. Và các bác cứ giữ cái đai này cho em này. Đấy, nó sẽ đây, nó sẽ chồm vào cổ vai gáy cho các bác này. Con này dùng rất là đã luôn, thì các bác có thể dùng để mình massage cổ vai gáy rất là tiện. À, cũng khá là phê đấy các bạn. Đó, và cái dòng này nó là sạc pin thì các bác có thể ngồi khi làm việc này. Đấy, hoặc là khi mà các bác thư giãn buổi tối này thì rất là tiện luôn. Mà đặc biệt là cái giá của nó lại rất là ưu đãi, chỉ có 320.000 thôi. 320.000 bên em đã bao ship đến tận nhà rồi. Đây em sẽ lên lên mạng để em xem như nào nhá. Các bạn này, đấy, các bạn thấy không? Đấy. Hoàn thiện hơn mà giá lại không đổi. Thiết kế của M3 Pro này vẫn giữ nguyên được đến máy massage cổ. Đấy, rất tiện ích luôn. Đấy, rất tiện ích nhá. Ông ai là sướng như con mình nhà em. Đấy. Mỗi một lần hàng mà cứ về. Đây, về các bác thắt cái đai này và em này giữ như này này. Đấy. Hôm nay thì về tiếp tục một cái lô máy massage cổ vai gáy cho chị em mình. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cái đai như này, cái đai này các bác thắt ngang xuống dưới cho em này. Đấy, còn cái dây to này để các bác đeo này. Nó sẽ hoạt động trên cơ chế là bàn tay. Đấy, và nó sẽ có cái chức năng là xoa bóp cổ vai gáy chân tay. Đấy, rất tiện ích luôn các bác nhá. Các bác có thể dùng để nằm hoặc là mình nằm hoặc là mình đứng cũng được. Nó rất tiện luôn. Chuyên massage cổ vai gáy cho các bác nhá. 320.000 con này cực khủng luôn. Cực khủng, dùng cực kỳ ngon luôn. Đây nhá, con này chất liệu của nó bằng da này, rất xịn sò luôn các bạn. Hàng của nó cực kỳ chất lượng luôn. Hàng chất lượng giá hợp lý các bạn. Đây các bác này, đấy. Các bác thấy không? Đây. Cái thân cái tay của nó này, cái tay của nó sẽ bóp trực tiếp là xuống cái vai này, hai cái tay nó bóp cái vai này. Còn hai cái tay to này thì nó sẽ là các cái viên bi này. Các cái viên bi nó sẽ bóp vào gáy cổ cho các bác này. Đấy, và cái đai này thì các bác đeo vòng ra đằng sau lưng. Còn nếu các bác muốn tăng cái độ mạnh lên, quay mình trước. Đấy, các bác muốn tăng cái độ mạnh lên thì hai tay của các bác cầm, các bác kéo cái này xuống này. Đấy, các bác kéo cái này xuống. Đó. Để mà tăng cái độ chặt lên nhá, tăng cái độ bóp mạnh lên. Đấy, thì các bác muốn bóp mạnh thì các bác tăng cái độ bóp mạnh lên. Đây, hai cái viên bi của nó này, những cái viên bi của nó sẽ tì vào cổ vai gáy như này. Quay đằng sau. Đấy, và đây là cái tay của nó này, nó sẽ tì ở đằng sau vai này. Đấy, và đây là cái dây đai nhá. Thì các bác đeo đúng như này cho em, đeo đúng như này cho em. Đó, thì con này bóp rất là phê luôn. Sướng không em? Sướng. Đấy, và đây nó sẽ có các chế độ này. Chế độ lên theo kiểu là trên lên xuống này, chế độ xoay vòng tròn này, đấy, và chế độ đấm bi này. Và đây là cái nút nguồn này. Nguồn thì các bác chỉ cần tắt một lần là nó sẽ tắt luôn. Còn khi bật thì các bác giữ lì này cho em. Bật thì giữ lì là lên đèn là hoạt động này. Đấy, còn tắt đi thì các bác chỉ cần nhấp một phát là tắt. Rồi, ok các bác. Đó. Lên cho em đó là máy massage vai gáy nhá, 320.000. Đó. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Tiếp tục các mã hàng bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho các bác đó là bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm, đó là cái con máy các bác lên cho em là hút bụi đại nhá. Hút bụi đại, con này công suất của nó sẽ là 1000W, sử dụng điện 220V, 1000W sử dụng điện 220V, máy chạy cực kỳ là khỏe luôn. Đây các bác này, đấy, đây. Đó, thấy không? Máy chạy khỏe khủng khiếp luôn. Đó. Đó. Máy chạy siêu khỏe luôn các nhá. Các thấy không? Nó hút này. Quá khủng khiếp luôn các bạn. Đó. Đó. Các bác nghe cái tiếng kêu của nó như động cơ phản lực các bác nhá. Đó, các thấy không? Đây. Con này 1000W sử dụng điện 220V và nó sẽ có các cái đầu phụ kiện, đầu kết nối đi kèm như này. Đầu ống nối dài này, ống ngắn này, rồi là chân hút này, nhiều lắm các bạn. Phụ kiện của nó cả rổ luôn. Giá thì sẽ là lên cho em là hút bụi đại nhá. Đấy, hút bụi đại. Giá sẽ là 450.000 các bác ơi. 450.000 cho con hút bụi đại như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con hút thổi bụi nhá. Hút thổi bụi. Con này thì nó sẽ sử dụng điện 220V. Con này thì công năng vừa hút vừa thổi nhá, vừa hút vừa thổi. Cái con hút bụi đại thì nó chỉ hút bụi thôi. Còn con này là vừa hút vừa thổi. Con này thì đa năng hơn, vừa hút vừa thổi được các bác nhá, vừa hút vừa thổi. Thì con này giá sẽ là 260.000. Con này vừa hút vừa thổi được luôn các bạn. Đấy, vừa hút vừa thổi được luôn. Rất tiện ích các bác ơi. Đó, đây các bác chỉ cần lắp cái đầu này vào cho em này thì nó sẽ là dòng một con máy thổi này. Một con máy thổi. Nhà các bác nào nhiều lá cây. Đấy, sử dụng điện 220. Nhà bác nào nhiều lá lẩu các thứ thì dùng con này cho em. Đây. Đấy. Thì đây này nó sẽ là chức năng là thổi này. Thổi rất khủng khiếp luôn nhá. Thổi
rất mạnh luôn các bạn thấy không? Đấy, thổi tung dài luôn nhá. Đây, thổi tung dài luôn các bạn. Đây. Các bạn thấy không? Thổi tung dài luôn đây các bạn này. Đây, thổi nhá. Đây, 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 thổi đây. Thổi tung dài luôn. Đó. Thấy chưa? Đó. Ngoài thổi thì nó sẽ có chức năng hút, hút thì đảo cái này vào cho em này. Đảo cái này sang bên này nó sẽ là thành chức năng hút này. Đấy. Đây, hút ở đây các bạn này. Đấy, hút vào này. Hút vào này. Hút vào đây các bạn này. Và ở đây thì nó sẽ có cho các bác một cái đầu như này để các bác hút rác bẩn các thứ vào đây chị em. Đấy, hút rác bẩn vào đây. Đấy, thấy không? Đấy. Con này thì sẽ là 260.000, lên chị em là hút thổi bụi bằng điện nhá, 260k đó. Con này thì chạy bằng điện, 260.000, hút thổi bụi điện này, lên chị em là hút thổi bụi điện nhá, hút thổi bụi điện, thổi bụi điện 260.000 nhá, 260.000. Tiếp theo thì cái con massage cổ đấy, từ nãy giờ em đang quay thì em lắp máy vào luôn các bạn này. Đây, massage cổ nhá. Đấy, massage cổ vai gáy. Con này sẽ là 320.000, 320.000 hàng đựng trong một cái hộp như này. Em đang đeo trực tiếp đây, đang đeo đây các bạn này. Đấy. Và các bác muốn tăng độ lên thì các bác kéo cái này xuống cho em. Nó sẽ là massage cổ này và đằng sau của nó là có các cái phần để massage vai gáy nữa. Rất tiện ích luôn, đeo vào thì rất là phê luôn các bạn này. Đấy, massage cổ vai gáy nhá, 320.000. Đó. Nhìn tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con đèn phễu này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đèn phễu. Con này thì giá sẽ là 90.000 à. 90.000, có dây có quay đeo như này, có dây có quay đeo như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn phễu. Con này giá sẽ là 90k cho một con đèn phễu như này. Siêu sáng luôn các bạn. Đấy, đây các bác thấy không? Siêu sáng luôn. Mình dập cầu dao cho anh tí. Đấy, siêu sáng luôn. Đây em sẽ test tắt điện đi cho các bác xem này. Đây. Đấy, đây các bác thấy không? Đây, đấy. Rất sáng luôn. Có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy này. Con này thì giá chỉ có 90k thôi. Các bác có thể dùng để dọi xa, dọi gần này. Rất khủng khiếp luôn các bác thấy không? Đó, sáng cả một không gian luôn. Giá sẽ là 90k. Rồi, ok. Đó. Con này rất sáng các bác, sáng lắm. Dùng thì rất là thích luôn. Có chế độ báo pin và có cả cổng sạc ra cho điện thoại này. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90k nhá. Nó sẽ là hình một cái phễu như này. Hình một cái phễu như này, một pha bóng và rất là sáng nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn phễu. Giá sẽ là 90k này. Đấy, đèn phễu này. Đèn phễu, giá sẽ là 90k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái cân đức nhá. Cân đức. Con này thì cân được 10 kg, em đang bán là 160. Hôm nay, riêng hôm nay xả cho bác còn 120.000 cho một con cân đức như này thôi. 120k. Mặt này của nó là bằng inox nhá. Đấy. Mặt này của nó bằng inox 304 nhá. Đấy, bằng inox này. Mặt này của nó bằng inox sáng bóng đây, nó là cái lớp giấy bóng thôi. Cái lớp giấy bóng nó phủ cho nó chống xước thôi, còn bóc ra nó là inox sáng bóng luôn. Đó, và nó sẽ sử dụng là hai quả pin tiểu, hai quả pin tiểu thì về nhà các bác sử dụng thì các bác lắp cái pin tiểu vào cho em, lắp pin tiểu vào. Đó. Và con này nó cân được 10 cân. Giá thì bên shop đang thanh lý cho các bác chỉ còn 120.000 trong cái mã cân đức này thôi, 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con súng thư giãn nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 170.000 cho một con súng thư giãn như này, bao gồm là một súng và bốn đầu, một súng và bốn đầu nhá. Đấy, một súng bốn đầu massage như này, bốn đầu massage và một cái cáp sạc nhá. Một súng bốn đầu massage, một cáp sạc, lắp thử cho các bác xem này. Dây của nó sẽ là động cơ không chổi than và lõi bằng đồng nhá. Máy chạy cực kỳ khỏe luôn các bác thấy không? Đây. Đấy. Chưa? Máy chạy rất khỏe luôn nhá. Đây mới là chế độ 1 này. Đấy. Có 5-6 chế độ tất cả cơ. Khi các bác sử dụng thì các bác giữ lì cho em. Đấy, khi tắt bật thì các bác giữ lì nhá. Đấy. Rất khỏe luôn. Giá thì chỉ có 170.000 thôi. Nó hình khẩu súng như này nên các bác lên mã giúp cho em đó là súng thư giãn nhá. Đấy. Lên cho em là súng thư giãn. Giá của nó sẽ là 170.000 cho một con súng thư giãn như này nhá. 170k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái dây tắm các bác này. Đây. Dây tắm như này. Đấy, con này thì giá sẽ là 15k cho một cái dây tắm như này nhá, 15k. Con này thì rất tiện luôn. Về nhà các bác cho xà bông xà phòng vào đây, nó sẽ là cái dòng cao su non mềm. Cao su non mềm như này thì các bác cho xà bông xà phòng vào đây là mình sử dụng thôi. Kéo ra như này nó có cái độ co giãn nhất định nhá và rất là tiện luôn. Các bác có thể dùng để mình vừa tắm vừa kỳ cọ lưng, cổ, vai, gáy rồi chân tay đều được hết nhá. Rất tiện ích. Giá thì sẽ là đi 15.000. Đấy, giá thanh lý cho bác chỉ còn 15k thôi, 15k. Đó. Đấy, đấy ứng dụng rất đơn giản luôn. Tắm trà lưng silicon hai mặt, giúp bạn làm sạch lưng hoặc những vùng khó với tới nhất. Thật là hiệu quả phải không nào? Link mua hàng bên dưới video nha các bạn.
Đấy, nó bằng silicon mềm như này thì các bác dùng nó massage thư giãn rất là tốt và rất là sạch sẽ, các bác chỉ cần treo lên là nó khô luôn. Nó rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ 15k thôi, giá này là giá xả lỗ thanh lý ưu đãi cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kem đánh răng Hàn Quốc đây. Một lọ này của nó sẽ là 120g, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Hàng của Hàn Quốc made in Korea. Đấy, hàng của Hàn Quốc made in Korea, mã tem mã vạch đàng hoàng. Giá sẽ là 40k cho một lọ kem đánh răng Hàn Quốc như này nhá. 40.000 cho một lọ 112g, tỷ 120g, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Con này thì chuyên làm trắng răng nhá. Bác nào răng ố, răng vàng thì đưa hết vào cho em. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái ô Nhật nhá. Ô Nhật thì nó sẽ về đủ màu, bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên. Lên cho em là ô dù Nhật, giá sẽ là 80k. Các bác chỉ cần nhấp này nó sẽ bật ra này. Đấy. Nhấp như này nó sẽ bật ra cho em. Đó, nhấp này sẽ bật ra này. Nhấp này sẽ đẩy vào này, rất là tiện. Sau đó thì các bác sập cái này vào cho em. Nhấp này nhá. Tất cả cái này là đóng và mở đều phải nhấp hết nhá. Đây nó có hai mũi tên này. Mà bật lên và đóng xuống đều phải là nhấp hết nhá. Các bác thấy không? Rất tiện ích luôn. Đây, đấy, rất tiện ích nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 80.000 cho một cái ô dù Nhật như này. Lên mã giúp cho em đó là ô dù Nhật, giá của nó sẽ là 80k một chiếc nhá. Rất tiện ích luôn, màu sắc thì đa dạng. Đấy, rất là nhiều màu. Thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác. Đây các bác xem màu này, màu của nó đây. Màu xanh, màu đỏ, màu ngẫu nhiên nhá, 80.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ rổ vuông nhá, bộ rổ vuông 90.000. 90.000 cho 3 đôi, tức là các bác mua chỉ mất đâu đó là vào 30.000 thôi. 90.000 cho 3 đôi, tức là vào chỉ mất là 30.000 cho một đôi thôi. Đó. Đây. 90.000, đầy đủ combo cho các bác luôn. Đấy. Đầy đủ combo cho các bác luôn. Chất liệu của rổ của nó thì nó sẽ là nhựa mềm nhá. Nhựa mềm, nhựa nguyên sinh mềm. Đây, đấy các bác thấy không? Rất ngon lành cành đào cho các bác luôn. Ấn nó thoải mái luôn nhá. Lên mã giúp cho em đó là, các bác lên mã giúp cho em đó là bộ rổ vuông nhá. Rổ vuông giá sẽ là 90.000. Rổ vuông này. Rổ vuông 90k cho một bộ như này. Đấy, 90k cho một bộ bao gồm là 3 đôi. 3 đôi nhá. Cứ combo cho em luôn. Combo cho em là 3 rổ 3 chậu. Đấy, khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là 3 rổ 3 chậu như này. Chất liệu của nó là nhựa mềm, đập phá ném thoải mái cho em luôn. Đấy, đập phá ném thoải mái luôn, nhựa silicon mềm, à nhựa nguyên sinh mềm, cực kỳ xịn sò luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái xịt xoang các bác nhá. Đấy, xịt xoang đây. Đấy. Thì các bác lên mã giúp cho em là xịt xoang, giá sẽ là con này em đang bán là 40.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn 35.000 cho một lọ như này thôi. 35.000 cho một lọ xịt xoang như này. Các bác bị các bệnh về mũi kinh niên, ví dụ như là viêm xoang, viêm mũi, dị ứng mũi, kích ứng mũi do thời tiết này. Đấy, do môi trường khí độc này. Đấy các bác. Các bác xịt trực tiếp vào khoang mũi cho em, xịt trực tiếp vào khoang mũi cho em. Lên mã giúp cho em là xịt xoang mũi nhá. Giá thì sẽ là thanh lý cho các bác còn 35.000 một típ như này. 35.000 cho một lọ xịt xoang mũi như này. Và mua, nếu các bác mua 3 lọ thì sẽ là 100.000 cho 3 lọ nhá. 100k là bằng 3 lọ này. Đấy, bằng 3 lọ. Và 35.000 cho một lọ luôn. 35.000 cho một lọ xịt xoang mũi như này. Lên cho em là xịt xoang mũi nhá. Giá cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. Giá rất ưu đãi cho bác luôn. Hello chào các bác nhá. Đấy thì chào các bác đến với shop Phạm Huấn nhá. Đấy, bên shop tiếp tục về các cái mã hàng rất là đặc trưng để gửi tới các bác nhá. Đầu tiên thì em lên cho bác đó là cái lô đồng hồ VIP nhá. Đồng hồ VIP bên shop về số lượng và giá thì giá thanh lý. Đấy, bên em ôm lô siêu thị của Nhật và giá thì cực kỳ tốt cho các bác luôn. Thương hiệu Geneva này, Geneva. Hàng của Nhật sẽ có cho các bác là hai màu, một là màu vàng, hai là màu bạc như này, màu vàng màu bạc như này. Đồng hồ thì nó là dòng đồng hồ VIP rồi. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là yêu thương cho các bác luôn. Đấy. Một con đồng hồ như này, giá chỉ có cho các bác là 150.000 thôi. Các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ VIP nhá, đồng hồ VIP. Giá sẽ là 150.000. Có hai loại, một loại là màu vàng và một loại là màu bạc. Đây. Hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Mặt sapphire chống xước nhá. Mặt sapphire chống xước, hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Đây, đấy, ở đây thì nó rất là nhiều các cái nấc đo ở bên trong này các bác này. Đó, và giá thì có cả lịch ngày tháng cho các bác luôn nhá. Có cả lịch ngày tháng cho các bác luôn. Giá thì rất tốt cho các bác luôn. Lên mã giúp em là đồng hồ VIP, giá sẽ là đồng hồ VIP này. Giá sẽ là 150.000 một chiếc, có cả màu vàng, màu bạc nhá. Lên cho em là đồng hồ VIP này. Đồng hồ VIP giá của nó sẽ là 150k một chiếc. Có màu vàng, màu bạc, các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Đồng hồ VIP 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dao gấp đây. Đấy, đây nó sẽ là một con dao gấp gọn như này. Giá thì sẽ là, các bác lên cho em là dao gấp nhá, 20.000 cho một con thôi. 20k cho một con dao gấp như này các bác này. Đấy. Con này thì nó sẽ là hàng có hai chức năng. Một là các bác dùng để gọt hoa quả này, hai là các bác dùng để bật bia này, bật bia khui bia rất là ngon luôn. Thì các bác dùng một trong hai chức năng này đều ok và nó có thể gấp gọn được.
Đấy, khi mà gấp gọn vào thì nó vào khoảng là 7-8 cm, thì các bác có thể mang đi du lịch này, đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt đều được hết nhá. Dùng để bật bia rất là ngon luôn này. Đấy, hoặc là dùng để gọt hoa quả, thái rau, thái dợ, dùng để đi phượt này. Hàng nội địa của Nhật đây, Japan này, siêu sắc bén cho các bác luôn nhá. Đây Japan. Lên cho em là dao gấp giá sẽ là 20.000 một chiếc nhá, 20.000 một chiếc. Bác nào mà mua 5 thì bên em sẽ tặng một này. Đấy, 20.000 một chiếc, mua 5 tặng một cho các bác luôn. Đấy, mua 5 tặng một này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái móc khóa Honda nhá, móc khóa Honda. Đấy, con này thì sẽ là 25.000 một chiếc. 25.000 cho một chiếc móc khóa Honda như này. Và bác nào cũng mua 5 bên em cũng tặng một luôn. 20.000 cho 25.000 cho một chiếc móc khóa Honda như này. Mua 5 tặng một các bác nhá, móc khóa Honda. Lên trên là móc khóa Honda này. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác là cái móc khóa da nhá, móc khóa da. Đấy, móc khóa da. Con này thì bên em bán 20.000 một chiếc và cũng mua 5 tặng một luôn. Mua 5 tặng một các bác nhá. Cứ mua 5 là tặng một này. Móc khóa da này thì sẽ là 20.000, móc khóa Honda này thì sẽ là 25.000, mua 5 tặng 1 nhá, mua 5 tặng 1 cho các bác luôn. Đó. Thì các bác lên cho em đó là móc khóa Honda thì sẽ là 25.000 nhá, còn móc khóa da này sẽ là 20.000, đều là mua 5 tặng 1. Đấy, đây nó sẽ là cái dòng móc khóa như này. Con này thì nó con Honda này sẽ là bằng thép nhám nhá, bằng thép nhám. Con này thì nó dùng để tặng cho những người mua xe ô tô của nó nhá. Còn đây là con móc khóa bằng da này, móc khóa bằng da. 20.000 mua 5 tặng 1, con này cũng 25.000 mua 5 tặng 1 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái còi cứu hộ này, còi cứu hộ đây. Đấy các bác lên cho em là còi cứu hộ, giá của nó sẽ là 25k cho một cái còi cứu hộ như này. Con này thì nó sẽ có cho các bác là cả la bàn, cả đo nhiệt độ luôn, đa chức năng nhá. Đấy bên mặt này của nó sẽ là đo nhiệt độ này, đấy mặt này đo nhiệt độ này, mặt này của nó sẽ là la bàn này. Các bác lên cho em là còi cứu hộ nhá, còi cứu hộ. Đấy thì con này các bác có thể dùng để mình đi rừng, đi phượt. Đấy, hoặc là đi du lịch thì rất là tiện này. Đấy các bác thấy không, kêu tiếng kêu của nó rất là hay luôn. Hàng của quân đội nhá, hàng của quân đội kêu cực hay luôn. Và có quai đeo như này. Lên mã giúp cho em đó là còi cứu hộ. Còi cứu hộ, giá của nó sẽ là 25.000, 25k cho một cái còi cứu hộ như này nhá, 25.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kéo gấp nhá, kéo gấp. Đây, giá thì chỉ có 15 cành cho một con như này thôi. 15 cành cho một cái kéo gấp như này. Và bác nào mua thì mua 5 bên em cũng tặng một. Hàng nhỏ nhưng mà có võ nhá. Mỏ nhưng nhỏ nhưng có võ này, rất sắc bén các bác. Đấy, rất sắc bén luôn các bác theo. Đây, rất sắc bén luôn. Đấy, hàng nhỏ mà có võ cho các bác luôn, rất sắc bén nhá, rất sắc bén luôn. Giá thì bên shop đang đây, rất sắc bén các bác này. Đấy, rất sắc bén luôn các bác theo. Đây. Đấy, rất sắc bén luôn. Nhỏ mà có võ. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là các bác lên cho em là kéo gấp nhá, 15.000 cho một chiếc như này. Mua 5 tặng 1, kéo gấp 15.000 một chiếc, cũng mua 5 tặng 1 luôn. Đấy, kéo gấp 15.000 một chiếc, mua 5 tặng 1 các bác nhá. Đây. Nó sẽ là kéo gấp đựng trong hộp như này, trong cái túi như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng. Mua 5 tặng 1 các bác nhá, kéo gấp này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đây. Các bác này. Đấy. Đây nó sẽ là cái chuông các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là chuông đồng này. Đấy, chuông đồng như này. Con này thì bên shop bán sẽ là 100.000 cho một chiếc chuông đồng như này nhá. 100k cho một chiếc chuông đồng như này. Con này thì rất là tiện luôn các bác này. Các bác dùng để mình làm cúng lễ này. Đấy, hoặc là dùng vào các cái công việc mà đúng theo nhu cầu của các bác thì mình lấy các bác nhá. 100.000 cho cái chuông đồng như này con. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đồng hồ dây da nhá. Đồng hồ dây da, hàng VIP cho các bác luôn mà giá thì cực hạt rẻ nhá. Đây, đồng hồ dây da đẹp như này. Các bác thấy không? Đấy, đồng hồ dây da đẹp như này. Đồng hồ đang chạy bình thường nhá. Đây, con này thì nó sẽ là mặt số La Mã, còn con này thì nó sẽ là mặt số thường nhá. Giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá đó là 50k, không thể tin nổi luôn nhá. 50k cho một con đồng hồ dây da như này. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ dây da, giá sẽ là 50 cành một chiếc nhá. Đấy, mặt của nó là mặt sapphire này, mặt sapphire và có ánh dạ quang rất là đẹp luôn. Đấy, lên cho em là đồng hồ dây da, giá sẽ là 50.000 một chiếc này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con ví cúc nhá. Đấy, các bác lên cho em là ví cúc đây. Con này thì giá của nó sẽ là 100.000 cho một con ví cúc như này. Đấy, đây nó sẽ có cho các bác là một cái cúc này để các bác cài này. Và đây thì nó sẽ có rất là nhiều ngăn nhá. Các cái ngăn đựng thẻ thùng này, rất nhiều ngăn đựng thẻ luôn. Các bác có thể đựng được 1, 2, 3, 4 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 cái thẻ được luôn nhá. 8 thẻ được luôn. Đấy, và có hai ngăn to như này. Và có cúc cài như này, các cúc cài này. Và nó rất là mỏng luôn thì các bác dùng không sợ bị cấn nhá. Đấy, không sợ bị ngồi nó đè lên nó cứng nhá. Giá thì sẽ là 100.000, lên trên là ví cúc giá sẽ là 100k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bảng số điện thoại nhá, bảng số điện thoại trên ô tô.
thì các bác có thể để trên ô tô, để khi mà xe mình đỗ ở đâu đấy mà cần phải có người để cần phải người ta cần liên lạc cho mình thì người ta sẽ gọi trực tiếp cho các bác. Đấy. Thì lên cho em là bảng số điện thoại nhá. Giá xe là 20.000, bảng số điện thoại ô tô 20.000 cho một cái bảng số như này. Đấy, về nhà thì các bác lắp vào đây cho em. Lắp vào đây. Đấy, lắp cái số vào đây và có miếng dán, các bác chỉ cần dán lên đầu xe cho em là xong nhá. Bảng số điện thoại ô tô giá sẽ là 20k nhá, 20k một chiếc. Đó, 20k cho một cái chiếc cho một cái hộp bảng số điện thoại ô tô như này. Đó, 20.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đuôi đèn hai đầu nhá, đuôi đèn hai đầu. Thì con này nó sẽ là đuôi đèn cảm biến. Về nhà các bác chỉ cần việc là xoáy trực tiếp vào cái đuôi cũ của mình thôi, xoáy đuôi cũ của mình xong mình xoáy cái bóng mới vào đây thì nó sẽ là dòng cảm biến, đi qua thì nó sẽ tự sáng và không có người thì nó sẽ tự tắt, nó rất là tiện. Nó sẽ có điều chỉnh là ban ngày ban đêm hoặc là sáng cả ngày. Đấy, và có điều chỉnh là 220 giây, 32 giây và 16 giây. Đó. Con này thì giá sẽ là 60k nhá. Lên mã giúp cho em đó là đuôi đèn hai đầu. Đuôi đèn hai đầu giá sẽ là 60.000. 60.000 cho cái đuôi đèn hai đầu như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái chén đồng nhá, chén đồng. Đấy, đây nó sẽ là một cái chén đồng như này các bác này, chén đồng như này. Bên shop bán thì sẽ là 50k cho một cái chén đồng như này nhá. 50.000 cho một cái chén đồng như này. Các bác có thể mua để về mình uống rượu này, hoặc là uống trà này, hoặc là các bác có thể dùng đa di năng này, cúng lễ này, hoặc là các bác có thể dùng để mình trưng bày rất là đẹp luôn. Hàng của Nhật đây. Đấy, rất đẹp như này. 50.000 một chiếc và bán theo trục thì sẽ là 40.000 một trục nhá. Tiếp theo thì các bác lên cho em là cái đế nóng nhá. Đấy, con này cắm điện lên cái là nóng luôn. Mâm của nó là mâm gang và sẽ có số như này, 1 2 3 4 5 số như này nhá. Cắm lên cái là nóng luôn, có on up cho các bác luôn nhá. Và con này thì các bác dùng rất là đa di năng luôn, mình dùng để mình cái mặt này của nó thì tầm 10 cm, mình dùng để mình đun nóng ví dụ như là ấm nước này, hoặc là nấu này, xào này. Đấy, đồ xong nồi các bác đặt lên đây là đều làm nóng được hết nhá. Giá sẽ là 130k. Lên mã giúp cho em đó là đế nóng nhá, đế nóng giá sẽ là 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái quạt của thương hiệu Makita đây, quạt đây rất mát luôn, sẽ có cho các bác là hai cấp số nhá, hai cấp số như này. Đấy, hai cấp số siêu mát luôn các bác nghe tiếng gió này. Đó, con này thì giá của nó thì bên shop đang gửi tới các bác, các bác lên cho em đó là quạt tích điện Makita nhá, giá sẽ là 380.000 rồi. Ok, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đó, mã sản phẩm đầu tiên trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái lô thắt lưng da bò, hàng thanh lý giá cực kỳ tốt cho bác luôn nhá. Đấy, các bác lên cho em là thắt lưng thanh lý nhá, thắt lưng thanh lý. Đó, thắt lưng chất liệu bằng da bò tự nhiên. Và cái này về thì nó cũng rất là hàng thanh lý cho nên nó rất là đa dạng luôn. Rất đa dạng, nhiều mẫu dáng, nhiều nhiều đầu, nhiều kiểu dáng khác nhau. Đấy, thì bên em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi nhá. Đấy, bên em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy, nó có con thì nó dập vân như này, chất liệu 100% da bò tự nhiên hết nhá. Đấy, thì hàng này nó sẽ là hàng thanh lý cho nên cái giá nó rất là ưu đãi cho các bác. Và bên em bán thì hàng thanh lý cho nên là em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi nhá, gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy, nó sẽ là các cái dạng đầu như này. Các dạng đầu như này các bác này. Đấy. Các bác lên cho em là thắt lưng thanh lý nhá, thắt lưng thanh lý. Giá thì một con thắt lưng như này, chiều dài của nó thì từ 1m1 đến 1m3, từ 1m1 đến 1m3. Đấy, rất là dài luôn. Mặt của nó rất đẹp. Hàng này thì hàng bên em thanh lý được trong các cái hệ thống siêu thị và cái giá cực kỳ là ưu đãi cho các bác luôn này. Đấy, các bác lên cho em là thắt lưng thanh lý nhá. Đấy, đây một con thắt lưng đẹp như này nhá. Đấy, một con thắt lưng đẹp như này đây các bác này. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn, chất liệu 100% da bò tự nhiên nhá. Về nhà các bác cứ đốt thoải mái cho em, đốt thoải mái cho em. Đấy, các bác nhận hàng các bác cứ đốt thoải mái cho em, cực kỳ là ok luôn. Đấy, đây rất ngon lành cành đào cho các bác luôn, rất ngon lành cành đào luôn nhá. Đó, đây các bác thấy chưa, đó, rất ngon lành cành đào luôn. Giá thì cực kỳ hợp lý cho các bác nhá, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Đó, mặt của nó thì nó sẽ là dạng mặt đúc liền nguyên khối như này nhá, mặt đúc liền nguyên khối như này, rất là đẹp cho các bác luôn. Đấy, thì nó sẽ có cho các bác là mặt đúc liền nguyên khối như này, rất đẹp. Và giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đó, giá của nó sẽ là 65.000 nhá, 65.000. Các bác lên mã giúp cho em là thắt lưng thanh lý này, thắt lưng thanh lý giá sẽ là 65k. Đó, lên mã giúp cho em đó là thắt lưng thanh lý nhá. Đấy, thắt lưng này, đó, thắt lưng thanh lý nhá,
thanh lý giá sẽ là 65k một chiếc nhá, 65.000 cho một chiếc. Ngoài ra thì bên shop cũng về cho các bác cái mẫu ví đây, cái mẫu ví hàng này cũng là hàng thanh lý cho các bác luôn, hàng thanh lý cho các bác luôn. Giá của nó là 50.000 cho một con thắt lưng như này, à một con ví như này. Nó sẽ có hai màu, màu nâu và màu da bò như này nhá, màu nâu và màu da bò như này đấy, màu nâu màu da bò như này đấy, nó sẽ là màu dạng như là màu nâu lẫn với màu đen luôn đấy. Màu này là màu đen này, màu đen này đấy. Chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên, siêu mềm luôn, siêu mềm luôn các bác nhá. Đó, da bò tự nhiên siêu mềm luôn. Con này thì nói chung là tất cả đều bằng da bò hết nhá. Con này thì bên shop sẽ bán cho bác với cái giá đó là 40k cho một cái ví da bò như này đấy. Các bác lên cho em là ví thanh lý nhá. Đấy, ví thanh lý này, ví thanh lý, ví thanh lý giá của nó sẽ là 40k một chiếc, 40.000 một chiếc. Còn bác nào lấy cả đôi thì bên em sẽ bán cho các bác với giá là 70.000 một đôi nhá, 70.000 cho một đôi đấy. Lấy một chiếc thì sẽ là 40.000, còn lấy cả đôi thì sẽ là 70.000 nhá, 70.000 cho một đôi như này, 70.000 cho một đôi ví như này. Còn bác nào mà lấy cái thắt lưng kèm ví nhá, đấy, nếu bác nào lấy combo một ví một thắt lưng như này, bên em bán cho các bác với giá đó là 100 cành thôi, 100 cành cho một chiếc ví và một thắt lưng như này đấy, 100 cành. Các bác lên cho em là ví cộng thắt lưng thanh lý giá sẽ là 100k đấy, 100k nhá, đấy 100.000 cho một combo như này, bao gồm là một ví một thắt lưng. Còn nếu bác nào lấy lẻ thì cái thắt lưng này sẽ là 65.000, còn cái ví này sẽ là 40.000 đấy, ví này sẽ là 40.000. còn bác nào mà lấy combo hai ví sẽ là 70.000 nhá, combo hai ví 70.000. Đấy, thì các bác lên mã giúp cho em đó là ví cộng với lại thắt lưng này, ví cộng thắt lưng thanh lý nhá, giá sẽ là 100k đấy, 100.000 thôi, 100.000 cho một ví một thắt lưng như này. Còn lấy hai ví thì sẽ là 70.000, một ví là 40.000. còn lấy nguyên một thắt lưng thì giá sẽ là 65k nhé, 65k đó. Có cả hàng trơn, có cả hàng dập vân như này. Chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên, da bò nguyên miếng tự nhiên cho các bác luôn. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác và giá thanh lý siêu thị, giá cực tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái ly đồng các bác nhé. Đấy, ly đồng thì bên shop có hai mẫu, một là ly đồng, hai là chén đồng. Đấy, cái ly đồng này thì giá của nó sẽ là, các bác lên cho em cái này nó sẽ là cái ly đồng nhá. Cái ly đồng này thì chiều cao của nó vào khoảng 5cm này. Cái này sẽ là 30k cho một cái ly đồng như này. Đấy, lên mã giúp cho em là ly đồng giá sẽ là 30k nhá. 30k cho một cái ly đồng như này các bác này. Lên cho em là ly đồng giá sẽ là 30.000 này. Ngoài ra thì bên shop có cái chén đồng nhá. Chén đồng thì giá sẽ là 50k một cái này. 50k cho một cái chén đồng như này, và mua cả chục thì giá sẽ là 45.000. Đấy, 450.000 một chục cho cái chén đồng như này. Chén này thì miệng của nó khoảng 4-5cm nhá, chiều cao của nó cũng khoảng 4-5cm luôn. Lên mã giúp cho em đó là chén đồng nhá, chén đồng giá sẽ là 50.000. còn cái ly đồng này thì cao khoảng 5cm và cái giá của nó sẽ là 30.000 một chiếc, 30.000 một chiếc nhá, 30k một chiếc. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác sản phẩm đó là cái gà tàn bằng đồng nhá, gà tàn bằng đồng như này giá sẽ là 80k nhá, 80k cho một cái gà tàn đồng như này. Đấy, con này thì bằng đồng các bác dùng để làm gà tàn thuốc, để trên bàn vừa sang xịn mịn vừa đẹp này. Đó, rất đẹp cho các bác luôn. Đây. Đấy, lên mã giúp cho em đó là gà tàn đồng nhá, gà tàn đồng giá sẽ là 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái chổi chổi lông phớt trần nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con chổi lông như này. Các bác dùng để mình phớt trần rất là tiện luôn. Đấy. Nó sẽ là dạng lông tĩnh điện như này, dạng lông tĩnh điện như này các bác này. Đấy. Khi các bác lau thì bụi bẩn nó sẽ bám vào đây. Xoáy cho em cái này vào này, xoáy cho em cái này vào. Đó. Và cái này thì các bác có thể ngoắt ngoéo điều chỉnh được này, ngoắt ngoéo điều chỉnh như này. Đó. Ngoài ra thì con này các bác có thể rút ra được nhá. Rút ra được thì chiều dài tối đa của nó vào khoảng là 2m4 đến 2m8 nhá, 2m4 đến 2m8. Rất dài luôn. Cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 55.000 thôi. 55k cho một cái bộ chổi lông phớt trần như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là chổi lông phớt trần, giá thì chỉ có 55.000 thôi. Giá thanh lý cực kỳ hạt rẻ cho các bác luôn. Đấy. 55k, giá không thể tin nổi luôn các bác nhá. Chổi lông phớt trần giá sẽ là 55k nhá. Đấy, 55k, 55.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái chắn gió bếp ga. Đấy, cái này thì các bác cứ đặt vào cái bếp ga nhà mình, xong đó thì mình đun nấu như bình thường. Nó giúp cho các bác là chắn gió để giảm tiêu thụ lượng ga nhé, giảm hao hụt ga. Giá sẽ là 25k cho một cái chắn gió bếp ga như này, 25.000.
phù hợp với hầu hết các loại bếp ga nhé, phù hợp với hầu hết các loại bếp ga luôn, 25.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác sản phẩm đó là cái vòi cam nhé, vòi cam. Con này thì về nhà các bác kết nối vào cái đầu nguồn nước nhà mình và nó có thể ngoắt ngéo như này thì rất là tiện này, để các bác có thể dùng để mình điều chỉnh, mình xịt tạo hướng cho cái vòi nước nhà mình hoặc tưới cây. Đấy, lên cho em là vòi cam, giá sẽ là 35k nhé, 35.000 cho cái vòi cam như này, 35k thôi, giá cực kỳ hợp lý luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bảng tự xóa nhé, bảng tự xóa. Con này thì các bác dùng để cho các em nó vui chơi sáng tạo rất là tiện ích luôn. Đó, nó sẽ có cho các bác là một cái lẫy khóa ở đây, các bác bật lên này. Đấy, sau đó thì mình sử dụng này. Đấy, các bác có thể dùng để mình viết lách đa di năng luôn. Đó, xóa đi này, rất là tiện nhá. Lên cho em là bảng tự xóa nhá. Bảng tự xóa này, giá của nó sẽ là các bác lên cho em là bảng tự xóa, giá sẽ là 40k nhá. 40.000 cho cái bảng tự xóa như này. Đấy, rất tiện luôn. Có cả bút viết đàng hoàng nhá. Đấy. Về nhà khi sử dụng thì các bác mở cái khóa này cho em này. Đấy, nó có cái lẫy khóa đằng sau này. Mở ra. 40.000. Giá rất hợp lý thôi. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thìa các bác này. Đấy, cái đũa nhá. Đũa của hàng thương hiệu Winling của Đức, Su 304 đây. Đấy, inox 304 các bác này. Đấy, Su 304. Một vỉ này có là 5 đôi, giá sẽ là 55.000 nhá. 55.000. Hàng inox 304 dày dẫn chắc chắn, dùng thì cực kỳ an toàn. Đấy, không lo bị vi khuẩn xâm nhập đâu nhá. Giá thì chỉ có 55.000 cho một hộp này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn đây. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn phễu nhá. Nó sẽ hình như phễu như này. Pha của nó thì rất sáng luôn các bác này. Pha của nó rất là rọi luôn các bác thấy không? Đây. Pha của nó rất là rọi như này các bác này. Có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy này. Rất sáng luôn các bác thấy không? Ban ngày mà còn như này. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90.000. Có cả quay đeo nhá, có cả đèn báo này, có đèn báo điện và có cả cổng sạc ra cho điện thoại luôn. 90k cho một con đèn phễu như này thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn phễu nhá. Đấy. Đèn phễu giá của nó sẽ là 90k cho con đèn phễu như này. Rồi, ok.